Chào các bạn nè, hôm nay mình lại tiếp tục, gia đình mình tiếp tục làm mà một cái loại bánh hẹ chiên với chiên lại cái gì cá viên chiên giòn, cá viên chiên giòn mà dầu chay. Nghe nguyên liệu thì gồm có nè, tàu hũ non hai ba miếng đây, cái tàu hũ non nè, cái cao nè, núm rơm, rồi cái bánh hẹ thì một lát là bột với lại cái hẹ này các bạn ha. Đấy, đu đủ rồi mình ăn chung gồm cái bánh có hẹ, đu đủ nè đó, gồm có bột chiên giòn nè đó, bột gạo nè ha, đủ thứ hết trơn á. Đây cái này cái gì đây, đường hết, lát mình chấm cái này lát là chấm, còn cái này á, là mấy cái que, một lát mình xiên chả, xiên ấy vô. Đây cô bà Năm á, bà làm cái món gì đó mà tôi cũng không có nhớ được cái tên của nó, chút bà làm các bạn biết nha. Rồi bắt đầu, bây giờ mình làm viên chiên nè, bắt đầu mình làm cái viên chiên trước nè. Tàu hũ bỏ vô cái khăn này, biết có nhiệm vụ là vắt nước đó, cái khăn này là làm được nhiều việc lắm nghe, đủ thứ chuyện trên đời chứ, trời sao lòi ra vậy nè. Nè này cũng khó ăn lắm à. Rồi cái phải cao mình gọt vỏ, gọt vỏ là đừng có bóc tới nó, bóc tới nó ăn hơi cái tay của mình không được im á, cứ làm vậy nè. Đâu đó, mà ăn riết ngán quá, giờ mình làm chả, làm viên xiên que gì đó, chung ra đủ thứ. Bà Năm này bà bày tùm lum hết. Tàu hũ tôi đã vắt rồi nha các bạn. Còn bây giờ là phải cao nè, tôi đổ vô. Nhồi lại. Cao nè, này gồm có là muối, đường, bột ngọt, tiêu. Tiêu nha các bạn. Này tôi đổ vô chung rồi tôi nhồi lại nè. Các bạn cứ để muối đường ngọt theo tùy theo thích của mình đi. Có thể mỗi thứ là một muỗng cà phê cũng được, bột ngọt thì chút xíu thôi. Một tí xíu bột giòn và mình sẽ nhồi lại chung với nhau. Này nó là bột chiên giòn. Này là bột chiên giòn nè. Mấy bạn để vào đó là 50g bột giòn, bột chiên giòn á. Cái này nè, mình bóp lại một lát á, nó xèo lại nè các bạn. Bao tay gì trơn, làm tiếp cho bà Năm coi, không biết bà làm cái này cái gì nãy bà nói rồi cũng quên nữa rồi. Tiếp bà một chút. Cục gì cục chả nè phải không, đó thấy không, đẹp ghê không, ta làm ba cục bà chơi được cục nữa đó. Cái này nè, cái loại ba, cái loại chả này nè, bỏ trứng cút vô nè các bạn, đó trứng cút nè đó, thấy không, đó mình làm bánh trứng cút gì nè đó, nhồi vô, không ăn thức ăn nuôi giường để cũng sắc sảo ngọt à. Ngon à, đẹp không? Làm bao tay thì mình làm không có được, kệ đi mình chịu ngơ. Nhưng mà cái này không có bao tay là ngứa nha các bạn ơi, cái không có bao tay là ngứa nha, phải ráng sử dụng cái bao tay. Vì đây là phải cao, cao là dễ bị ngứa lắm. Mình làm cái gì hết trơn, mình làm nhiệt tình nè, chất lượng nè, đó không, rửa tay sạch làm. Mà nhiều khi cái tay mà nó ngứa ngứa một chút ăn cũng ngon. Bỏ vô cúc này, sao mà đợt này đẻ không đều, trứng lớn trứng nhỏ nữa nè. Thật sự ghê không, giống là trang xiên que bán ngoài chợ chứ bộ, làm lát nó ngon thôi.
Được chưa? Này mình giải chút bột gạo lên nha các bạn. Mình cho nó khô ba cái bột lại mình dễ chiên nó ngon. Chiên, bỏ dầu, đổ dầu vô. Qua nó lấy cái xà, lấy cái chảo. Chọn chọn đều đều lên đặng lát dễ chiên thôi. Rồi chờ dầu nóng lên là rồi vào. Đây. Cưng nó một chút. À. Bởi vì trứng cút sợ không bể. Trứng cưng nó một chút. Chưa có chiên chín mà nó thơm rồi. Nó đã ngon rồi. Bị thấy đẹp quá. À, quá đã không? Thơm nhồi nè. Nó ngọt phải không? Để lát thơm nhồi nè. Vô. Làm cái gì? Làm cái bánh tiếp tục. Làm cái bánh hẹ chiên giòn tiếp tục đây. Mình để sẽ để bột gạo vô nha các bạn. Một bánh 400. Đó là bột gạo. Cho ra bột giòn vô. Không. 100 gram bột giòn. 400 gram bột gạo, 100 gram bột giòn. Nó là đổ nước vô. Lỏng cái này cũng dễ làm thôi nha các bạn. Để đổ nước vô, nếu mình đổ hơi lỡ hơi nhiều thì mình khuấy nó chút nó cũng đặc hết rồi. Có nghĩa là từ từ mình làm, chừng nào cảm thấy nó vừa thì mình ngưng. À, thấy bà Năm cho một xị nước á. Lấy chừng 10 phút nha các bạn. Cho nó nở đều hết rồi mình hả để lên mình lấy cái chùm. Quậy liên hồi nha các bạn. Tay mình phải quậy liên hồi cho nó đặt lại nè. Này mình phải quậy liên hồi như nào cho nó đặt lại mình mới đem xuống được. Quậy liên tục. Là được rồi nè các bạn. Đem xuống mình mới chế dầu vô. Tắt đi không? À, tắt đi không? Đó. Ngon nổi lên là ngon. Đó. Cái dầu đó. Đó. Này mình sẽ chế chút xíu dầu cho các bạn. Ngắn như nè. Đây. Hẹ chiên giòn. Nó dính quá các bạn, cho nó chút vô ăn vô. Bò xiên que hay gì? Thấy chết.
bỏ vô. Ông lấy cái dầu chế cho miếng không một. Vừa làm vừa ăn luôn. Không chịu khỏi ăn cơm. Bỏ chảo lên chiên tiếp không? Bỏ chảo lên chiên đi. Chiên nay bà Năm Châu Đốc bà không còn bà bán mắm, bà đem bà xây qua bà làm bánh không, bà làm đồ chay không tháng 10 đó. Đẹp không? Có giòn đó hả? Ừ, cái này bánh hẹ chiên giòn các bạn, tại vì nó có bột giòn là nó phải giòn. Nó phải giòn. Nó giòn dữ lắm, còn bánh hẹ kia người ta hấp á là bánh hẹ Triều Châu, còn này mình chiên giòn. Ăn với nước tương. Tương ớt. Phải của Triều Châu. Bánh hẹ nhà mình ăn, mình không cần hấp, mình chiên ra nó giòn là mình ăn liền. Hẹ chiên nhưng mà dạ, không có phải là người hẹ người Tàu nào hết trơn á, cái này là hẹ nằm trong đây nè, nó thành là bánh hẹ. Bánh hẹ chiên chiên hết rồi phải không? Rồi có hẹ không, bữa nay bà Năm bà làm hai cái món quá ngon, chắc không ăn cơm bị ăn bánh no. Có đào đu đủ bỏ vô ngâm nước đá các bạn. Đào đu đủ mỗi vịt nè, giờ mình ăn với bánh hẹ với nước tương ớt, nước tương đường chanh đồ ăn chung với... Bánh hẹ hấp thì cái màu nó khác, còn này bánh hẹ chiên, bánh hẹ chiên thì cái màu nó khác. Được rồi nè. Được đây. Rồi. Lát cái gì đó là tính. Mình mang nước tương. Thì mình để vô chút muỗng đường. Xíu vậy đó. Cái nước tương thì mình dắp chanh vô. Xíu ngọt. Mình ăn với bánh hẹ. Cho vào đây miếng chanh. Với nước tương các bạn ơi. Ở nhà mình hết mua ớt trái rồi. Dạ, ớt vô. Quậy lên. Mua ớt chợ rồi mình bẻ ớt nhà nha các bạn. Dầm nước tương mình ăn với bánh hẹ nè. Ồ, ngon quá. Lát ăn với đu đủ. Gọi là cái gì? Cái đây là cái cái này là cái bánh hẹ nè. Mình sẽ ăn với cái này nè. Cái bánh hẹ này á, thì nó bột với hẹ chứ không phải người Tàu người Tèo gì chứ, kêu bánh hẹ nè, bột với hẹ nè đó. Mình phải dùng với lại đu đủ với nước tương. Đu đủ hả? Cái này cũng không biết ăn nữa. Thành ra bà Năm bay chỉ ăn đây chứ cũng không biết. Chắc ngon lắm. Ai, chả này vô coi. Giòn hết mà quá. Vừa giòn đu đủ mà nó giòn nữa. Giòn bánh. Đúng rồi. Cũng ngon. Hẹ thì thơm thơm. Đu đủ thì giòn giòn, bột cũng giòn. Chấm tương cũng ngon. Viên viên chiên phải không? Đây là viên chiên làm từ khoai cao nè, tàu hũ nè, con cao nè. Cái nào cũng giòn á.
Rồi, ngon quá. Rau. Bột. Cái này là ớt hả? Ớt tương ha. Quẹt vô với ớt tương hả? Ăn ớt à. Mẹ chiên giòn ngon ha. Làm hai bánh chiên giòn ha. Thơm ngon.